Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng thứ hai 20 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục hỗ trợ người dân phòng tránh bão số 9. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đón Giáng sinh trong an toàn ấm cúng. Tiếp tục mở rộng điều tra vụ nâng khống giá kit test COVID-19. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ cơ quan khí tượng thủy văn, trong 6 giờ vừa qua, bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng bắc và suy yếu dần. Vào khoảng 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Lý Sơn khoảng 200 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong ngày hôm nay 20 tháng 12, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Người dân cần theo dõi và đề phòng tác động do hoàn lưu bão gây nên. Chiều tối qua, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, hiện còn 103 ngư dân trên 13 tàu cá tại vùng biển Hoàng Sa. Số tàu cá này không chạy về bờ tránh bão kịp và hiện nay đang bám trụ ngay ngoài khơi ở vùng biển Hoàng Sa để chờ bão tan. Tuy nhiên, hiện thời tiết ở Hoàng Sa vô cùng nguy hiểm, dự báo sóng biển cao tới 9 mét. Ban Chỉ huy cho biết tất cả các tàu này hiện vẫn đang giữ liên lạc thường xuyên với đất liền. Hiện số tàu này nằm ngoài vùng dự kiến ảnh hưởng của bão. Khi bão lên, các tàu sẽ chạy về hướng nam để tránh nạn. Ngoài ra, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ và khu vực giữa Biển Đông, Trường Sa và Nhà Giàng DK1 còn 7 tàu với 37 lao động đang trên biển. Lực lượng biên phòng Quảng Ngãi duy trì thông tin liên lạc với các tàu để hỗ trợ liên tục cho đến khi bão đi qua. Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong ngày hôm qua đã di dời sơ tán 1.192 hộ, tổng 2.696 khẩu, tránh bão số 9. Công tác ứng phó với bão số 9 vẫn đang được lực lượng chức năng duy trì 24 trên 24. Do ảnh hưởng của bão Rai, bão số 9, hiện tỉnh Phú Yên đang có mưa, sóng biển dâng cao đánh sát vào bờ và uy hiếp đến các khu dân cư ven biển của tỉnh. Tại xã An Chấn, huyện Tuy An, sóng biển dâng cao áp sát khu dân cư thôn Mỹ Quang Nam. Người dân trong thôn phải dọn dẹp lại các vật dụng bị hư hại trong nhà do nước biển tràn vào. Một số hộ dân đang khẩn trương gia cố lại cột cỏ, vách bờ bao trước nhà bằng bao cát. Hàng năm là tối mùa này là khổ lắm. Nó cứ dâng vô, mình cứ làm gì rồi bắt đầu cái tấu cái nó trâu đi. Trâu hết rồi sao mai mình làm tiếp cứ vậy à. Còn tại thôn Mỹ Quang Nam, khu vực có chiều dài gần 1.000 mét sọc bờ biển, trong đó có gần 500 mét đã đầu tư kè chắn sóng. Số bà con mà nằm ở phía dưới bờ kè đó chưa làm được. Thì nói chung là tới cái tháng này đều lo sợ mình nơm nớp. Thì theo cái nhu cầu của bà con ở vùng biển, thì cũng trong nhà nước ủng hộ giúp đỡ làm luôn những cái bờ kè mà còn lại chưa làm được để cho bà con được yên tâm mà sinh sống. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, hiện các địa phương ven bờ biển của tỉnh đã tổ chức trực ban 24 trên 24, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Chiều ngày 19 tháng 12, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết sóng lớn và ảnh hưởng của bão Rai đã đánh vỡ nhiều bè du lịch, lồng bè nuôi tôm hùm ở đảo Bình Hưng, xã Cam Bình. Theo thống kê của xã Cam Bình, hơn 90 bè nuôi tôm hùm của các hộ dân đã bị sóng lớn làm hư hỏng, thiệt hại trên 200 tỷ đồng. Nhiều khu vực bè tôm hùm trên biển ở giáp Cam Ranh và thành phố Nha Trang cũng bị ảnh hưởng. Đảo Bình Hưng có 1.200 hộ dân, hầu hết nuôi tôm hùm. Trước khi bão Rai vào Biển Đông, chính quyền đã vận động người dân vào bờ tránh trú nên không có thiệt hại về người. Còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh 2021. Mọi năm, thời điểm này, không khí đón Giáng sinh đã tưng bừng khắp nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, không khí Giáng sinh sau đợt dịch có phần trầm lắng, nhưng niềm vui và sự hân hoan vẫn hiện diện trong nhiều người dân, như ghi nhận sau đây của chương trình. Năm nay, việc dựng hang đá, trang trí tiểu cảnh Noel dọc đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thừa thớt hơn hẳn. Nhiều gia đình cho biết tạm dừng trang trí để tránh tụ tập đông người, phòng dịch bệnh. Đây mấy năm thì làm rất là nhiều, nhưng mà năm nay làm ít, mấy nhà thờ cũng hạn chế tập trung nên không làm đẹp. Các nơi cũng ít hơn, trang trí thì thấy nó đơn giản hơn mọi năm. Không khí thì mình thấy cũng vắng hơn mọi năm tầm này là bắt đầu đi chơi đông rồi.
giảm nhiệt nhưng không vì thế mất đi không khí Noel. Với nhiều người, đón Giáng sinh sớm bên bạn bè, người thân vừa thêm niềm vui cũng vừa là cách để phòng dịch, không tập trung vào ngày chính lễ. Tại vì là tình hình dịch đó cho nên là mình tranh thủ đi Noel sớm để là vắng người, mình không tụ tập. Cho nên là đi Noel sớm hôm nay thì cũng là 19-20 rồi. Trải qua một năm nhiều mất mát do đại dịch Covid-19, người dân thành phố đón Giáng sinh với tâm thế vì an toàn dịch bệnh, vì những ước nguyện an lành tốt đẹp nhất dành cho mọi người, mọi nhà. Hướng đến chấm dứt loại hình du lịch cưỡi voi cũng như các hoạt động ảnh hưởng đến phúc lợi của voi nhà trong du lịch và lễ hội, Tổ chức Động vật Châu Á và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi. Thỏa thuận này cũng sẽ góp phần bảo toàn đàn voi nhà hiện có của tỉnh. Theo thỏa thuận, tỉnh sẽ hạn chế tối đa hướng tới không tổ chức các hoạt động ảnh hưởng đến phúc lợi voi nhà. Tổ chức Động vật Châu Á có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để mang lại phúc lợi cho voi và chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi. Những thỏa thuận này đem lại kỳ vọng sẽ bảo tồn đàn voi nhà hiện có tại tỉnh Đắk Lắk. Mình ra đề xuất Ủy ban Nhân tỉnh để chúng ta nên có cái cách để chuyển đổi, thay vì chúng ta tiếp tục khai thác sử dụng voi đến mức cuối cùng chúng ta nên chuyển đổi cho nó một cơ hội để ta như nó tái sinh lại, để làm sao là voi được khỏe mạnh hơn về mặt thể chất, về mặt tinh thần. Đưa voi trong một môi trường rộng lớn mà nó du lịch sinh thái, mà có tầm nhìn thân thiện với voi thì voi hoàn toàn được trả lại với môi trường. Thì chúng ta cần cái gì? Có một cái sinh cảnh lớn, lúc đấy cái sinh cảnh đấy thì nó phải đáp ứng được những cái tiêu chí là còn rừng, vì rừng là liên quan đến nguồn thức ăn cho voi và nguồn nước. Cái vùng rừng đấy không có sự tác động gần của con người. Tỉnh Đắk Lắk hiện chỉ còn khoảng 140 cá thể voi, giảm 90% số lượng voi so với năm 1980, trong đó đàn voi nhà cũng chỉ còn 37 con. Liên quan đến sai phạm trong việc nâng khống giá bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương và triệu tập ghi lời khai trên 30 người có liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định Phan Quốc Việt, quê Quảng Nam, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và lãnh đạo chủ chốt của Công ty Việt Á đã lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19 của các địa phương để chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật của các tỉnh, thành phố sử dụng. Sau đó, Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu bằng cách Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống như công ty liên danh, công ty con để xác nhận khống báo giá để hoàn thiện hồ sơ theo giá mà Công ty Việt Á đưa ra. Ngoài ra, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á còn nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào để đẩy giá bộ kit xét nghiệm, đồng thời thỏa thuận thống nhất chi tiền phần trăm cho lãnh đạo bệnh viện, trung tâm kiểm soát dịch bệnh các tỉnh, thành phố với số tiền rất lớn. Trưa qua, Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập chốt xử phạt phương tiện chạy quá tốc độ trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Cụ thể, trong khoảng thời gian 1 giờ lập chốt, nhiều trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm chạy quá tốc độ cho phép đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Điều đáng nói, khi phát hiện cảnh sát giao thông lập chốt xử phạt trên đường, nhiều người đi xe máy đã dừng xe, xuống dẫn bộ phương tiện đi hàng trăm mét để qua chốt. Đường Nguyễn Văn Linh có lưu lượng phương tiện ô tô, xe tải, container, xe máy tham gia giao thông đông. Do đó, việc người dân cần chấp hành nghiêm luật giao thông, chạy đúng tốc độ quy định để đảm bảo trật tự giao thông cũng như đảm bảo an toàn cho mỗi người. Chiều tối qua tại thành phố Giang, tỉnh Bình Dương đã xảy ra tai nạn hai xe máy tông vào nhau, làm một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 phút, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường số 9, phường Dĩ An. Khi đi đến trước trung tâm quảng trường thành phố Dĩ An, xe của người đàn ông này qua đường và va chạm với một xe máy do một nam thanh niên điều khiển lao tới. Cú va chạm khiến xe máy của nam thanh niên văng xa về phía trước, nạn nhân nằm bất động trên đường, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn người đàn ông bị xây xát. Lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện hàng chục phách gỗ chua không rõ nguồn gốc đang được vận chuyển đến một cơ sở xưởng gỗ trên địa bàn. Vụ việc được phát hiện khi lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải do Võ Văn Nam điều khiển. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 14 phách gỗ chua với khối lượng gần 3 mét khối. Mở rộng điều tra, công an tỉnh tiếp tục phát hiện tại xưởng cưa của ông Nguyễn Hai đang tàn trữ 11 phách gỗ chua trái phép có khối lượng gần 2 mét khối. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao tang vật, phương tiện cho hạt kiểm lâm huyện Quảng Điền để xử lý theo thẩm quyền.
Hàng chục can nhựa được thiết kế tinh vi chứa thuốc lá lậu nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì vụ buôn lậu hàng ngàn bao thuốc đã bị lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ. Ngày 19 tháng 12, tại bến đò Nàng Ét thuộc thủy phận xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy Vàm Nao thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh khi tiến hành kiểm tra phương tiện đò khách do Trịnh Công Bằng, chú tại huyện Phú Tân làm thuyền trưởng điều khiển, đã phát hiện có một xe máy hít không biển kiểm soát chở 12 can nhựa, bên trong có chứa 1.450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Phương tiện này đang từ huyện Phú Tân qua huyện Châu Phú. Tại thời điểm kiểm tra, không ai thừa nhận là chủ sở hữu phương tiện và số thuốc lá lậu trên. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ. Công an thành phố Quảng Ngãi cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Sĩ Quyền, ngụ tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo hồ sơ điều tra, từ cuối năm 2020, Quyền từ Thanh Hóa vào thuê trọ ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Tại đây, Quyền len lỏi đến các địa phương trên địa bàn tỉnh hoạt động cho vay lãi nặng. Tính đến thời điểm bị bắt, đối tượng đã cho vay lãi nặng 19 trường hợp với tổng số tiền 450 triệu đồng, thu tiền lãi dao động từ 283% đến 365% một năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng. Ngoài thu lãi cao ngất so với quy định là 20% một năm, đối tượng còn thu phí đi thu lãi với số tiền 500.000 đồng một lần vay. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Tiếp theo trong chương trình, không khí lễ hội tràn ngập ở nhiều nơi trên thế giới. Sàn đấu vật có 102. Ngày 19 tháng 12, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết Anh không loại trừ khả năng áp đặt thêm các biện pháp hạn chế dịch nếu cần thiết. Phát biểu trên truyền hình, ông Javid cho biết chính phủ Anh đang nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chuyên gia, theo dõi số liệu gần như hàng giờ và sẽ cân đối với lợi ích phòng dịch với tác động đến xã hội, kinh doanh và giáo dục của việc áp đặt hạn chế. Ông nhấn mạnh hiện thế giới mới biết rất ít về biến thể Omicron, nhưng nếu đợi đến khi các số liệu trở nên rõ ràng hơn rồi mới hành động thì có lẽ là quá muộn. Trong tuần qua, số ca mắc COVID-19 mới tại Anh đã tăng hơn 40% so với tuần trước. Chính phủ Anh cho rằng 60% các ca mắc mới tại nước này hiện nay là nhiễm biến thể Omicron. Chỉ còn 4 ngày nữa là tới Giáng sinh, không khí mùa lễ hội đã tràn ngập khắp các thành phố trên thế giới. Tại thành phố Madrid của Tây Ban Nha, hàng ngàn người hóa trang thành ông già Noel để tham gia vào một sự kiện chạy bộ gây quỹ từ thiện để giúp đỡ cho các nạn nhân trong đợt phun trào núi lửa trên đảo La Palma của Tây Ban Nha. Người tham gia phải chạy qua đại lộ chính Paseo de Castellana của Madrid được phủ tuyết giả. Chúng tôi hiểu rằng những gì xảy ra ở La Palma là quá sức tưởng tượng. Mọi người đang cố gắng giúp đỡ người dân ở đó hết mức có thể. Đến nay, đợt núi lửa phun tại đảo La Palma vẫn chưa chấm dứt sau khi phá hủy gần 3.000 căn nhà. Hàng ngàn người dân tại đây đã được sơ tán. Nhưng tin vui là các nhà khoa học vừa nhận định rằng đợt phun trào này sắp kết thúc. Trong khi đó, dọc theo bờ sông của Medellin, thành phố lớn thứ hai của Colombia, khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy. Hàng ngàn vật trang trí được làm hoàn toàn bằng tay càng trở nên lung linh hơn dưới ánh đèn rực rỡ. Sự kiện cũng được kỳ vọng thu hút khách tham quan đến đây để thư giãn và chụp hình trong những ngày tới. Còn tại thành phố Venice của Italia, thời tiết lạnh lẽo và đầy sương mù không thể ngăn được cuộc đua thuyền gondola đầy màu sắc của hàng chục ông và bà già Noel. Trong làng sương mù, các con thuyền nối tiếp nhau trôi theo dòng nước, các ông bà Noel với nụ cười thân thiện trên môi, tạo nên bầu không khí Giáng sinh thật đầm ấm. Trong những tuần qua, Italia lại gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19, đặc biệt khi biến chủng Omicron lan nhanh và mạnh. Thế nhưng dường như những khó khăn trước mắt không làm chùng tay chèo. Gondola cũng là một trong những nét đặc trưng mỗi khi nhắc đến thành phố Venice. Cuộc đua này thường diễn ra vào mỗi cuối năm. Một cuộc thi vật thú vị lấy cảm hứng từ bộ môn vật nhu thuật vừa diễn ra tại Nga. Và ở đây các vận động viên chơi theo kiểu của riêng mình, đó chính là vật lộn trong xe hơi. Được truyền cảm hứng từ môn vật nhu thuật Jiu-Jitsu, cuộc thi vật trong xe hơi đầu tiên đã diễn ra tại thủ đô Moscow của Nga. Cuộc thi gồm 2 vòng, ở mỗi vòng hai vận động viên sẽ vật nhau trong xe hơi của một trong hai người, sau đó đổi lại. Điểm số được tính dựa trên mỗi lần và một vận động viên chịu thua hay chiếm thế thượng phong.
hai vận động viên đều phải đeo dây đai an toàn có sẵn trên xe hơi. Bí quyết để thắng mỗi vòng là phải giữ thế bên trên người kia và đẩy họ lọt vào bên trong những khoảng hở bên dưới vô lăng hay ghế ngồi. Trong xe khá ngạt và thiếu oxy, nên một khi bị dùng đầu gối gây áp lực, người ở dưới dễ dàng xin đầu hàng. Đội nổi tiếng thì chỉ cần nhìn vòng khán giả bù đen bù đỏ quanh chiếc xe hơi cũng là sàn đấu. Ban tổ chức cuộc thi nói rằng thi đấu vật trong xe hơi sẽ là một cách sáng tạo để thu hút khán giả đến với bộ môn vật truyền thống. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây của buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Chương trình chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị nhiều thông tin cập nhật mới nhất. Xin kính chào, tạm biệt.